Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với giờ học ngày hôm nay. Hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu những bài học tiếp theo trong chương trình bộ môn công nghệ lớp 9 bằng phương pháp học trực tuyến. Cô mong rằng qua mỗi bài học, các em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để có những kiến thức áp dụng vào đời sống thực tiễn của mình. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé! Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu một phần nội dung của bài 9 rồi. Vậy, nội dung tiếp theo của bài 9 là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Tiết 23, bài 9, thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Mục tiêu của bài học. Thứ nhất, hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện dùng hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Mạch điện này người ta gọi là mạch điện đèn cầu thang. Vẽ được sơ đồ lắp đặt của mạch điện đèn cầu thang. Lập bảng dự trù, dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Biết được quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Trước khi vào tìm hiểu những nội dung của bài học, các bạn sẽ hoàn thiện cho cô bài tập sau. Em hãy sắp xếp lại quy trình chung lắp đặt mạch điện. 1. Nối dây mạch điện. 2. Vạch dấu. 3. Kiểm tra. 4. Khoan lỗ bảng điện. 5. Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện. Vậy, quy trình đúng ở đây đó chính là vạch dấu. Vạch dấu xong, chúng ta sẽ tiến hành khoan lỗ bảng điện. Khoan lỗ bảng điện xong, chúng ta tiến hành lắp đặt thiết bị điện của bảng điện. Sau khi lắp đặt thiết bị điện của bảng điện xong, chúng ta sẽ tiến hành nối dây mạch điện. Và bước cuối cùng chúng ta thực hiện đó là chính là kiểm tra. Vậy quy trình đúng ở đây đó chính là 2, 4, 5, 1, 3. Các bạn sẽ nắm cái quy trình này. Vì trong quá trình chúng ta tiến hành lắp đặt một cái bảng điện nào đó thì chúng ta đều phải thực hiện theo cái quy trình 5 bước, bao gồm vạch dấu, khoan lỗ bảng điện, lắp đặt thiết bị của bảng điện, nối dây mạch điện và kiểm tra. Các bạn đang quan sát đó chính là hình ảnh ứng dụng của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Vậy để lắp đặt được một mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn, chúng ta cần những dụng cụ, vật liệu, thiết bị như thế nào và quy trình lắp đặt nó ra sao? Các bạn sẽ tìm hiểu cụ thể vào nội dung bài học này. Chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 1, dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Nội dung phần này thì cô và các bạn đã tìm hiểu ở tiết trước rồi, nhưng tiết này cô vẫn nhắc lại cho các bạn nhớ. Một nhỏ dụng cụ, chúng ta cần những dụng cụ sau đây. Kim cắt dây, kim tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện cầm tay, mũi khoan có đường kính 2mm và đường kính 5mm, thước kẻ, bút chì. Ở đây khoan điện cầm tay các bạn có thể có hoặc là không. Vì sao? Nhất, chúng ta mà sử dụng bảng điện bằng gỗ thì chúng ta phải sử dụng khoan điện cầm tay. Nhưng đối với những bạn mà chọn bảng điện bằng nhựa thì trên bảng điện bằng nhựa có các lỗ người ta đã khoan sẵn rồi, nên chúng ta không phải sử dụng khoan điện nữa. Hai nhỏ, vật liệu và thiết bị. Chúng ta cần chuẩn bị những vật liệu và thiết bị như sau. Bảng điện, các bạn có thể lựa chọn bảng điện gỗ hoặc bảng điện nhựa. Cầu chì, hai công tắc ba cực, dây dẫn điện, chúng ta sử dụng loại dây đôi và khoảng 4 mét, bóng đèn, đuôi đèn, giấy ráp, ốc vít, phích cắm và băng dính cách điện. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu vào mục 2 lớn, nội dung và trình tự thực hành. Chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về công tắc ba cực.
các bạn sẽ quan sát cấu tạo của công tắc ba cực trên hình vẽ. Chúng ta thấy công tắc ba cực bao gồm hai cực tĩnh và một cực động. Ở những bài học trước, các bạn đã tìm hiểu về công tắc hai cực rồi. Hôm nay, chúng ta lại tìm hiểu thêm một loại công tắc, đó là công tắc ba cực. Vậy, giữa công tắc hai cực và công tắc ba cực có đặc điểm gì giống và khác nhau? Các bạn sẽ quan sát hình vẽ và nhận xét cho cô đặc điểm giống và khác nhau. Công tắc hai cực, công tắc ba cực. Nhìn vào hình vẽ, chúng ta có thể thấy giống nhau giữa công tắc ba cực và công tắc hai cực, đó chính là có cấu tạo ngoài giống nhau, có vỏ và bộ phận tác động. Còn khác nhau, công tắc hai cực, bộ phận tiếp điện có hai chốt, một cực động, một cực tĩnh, dùng để đóng cắt một dây dẫn. Công tắc ba cực, bộ phận tiếp điện có 3 chốt, một cực động, hai cực tĩnh, dùng để chuyển nối dòng. Chúng ta cùng tìm hiểu vào phần 1, vẽ. Quan sát vào sơ đồ nguyên lý, ta có thể thấy cực thứ nhất của hai công tắc được nối với nhau tương tự với cực thứ hai của hai công tắc. Cầu chì, hai công tắc và đèn được mắc nối tiếp. Công tắc sẽ bật hoặc tắt đèn ở hai nơi khác nhau. Về nguyên lý hoạt động của mạch, khi hai công tắc cùng ở một vị trí 11 hoặc 22 thì khi đó mạch điện sẽ kín và đèn sẽ sáng. Khi hai công tắc ở vị trí đối nhau, vị trí đối nhau có thể là 12 hoặc 21 thì mạch hở và lúc này đèn sẽ không sáng. Khi hai công tắc ở cùng một vị trí 11 hoặc 22 thì khi đó mạch kín và đèn sẽ sáng. Chúng ta có thể quan sát lại trên hình. Chúng ta sẽ tìm hiểu vào phần B nhỏ, vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. Các em sẽ thực hiện yêu cầu sau. Em hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang vào vở. Để vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang, các bạn sẽ thực hiện vẽ theo quy trình sau. Chúng ta sẽ vẽ đường dây nguồn, vẽ bảng điện. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ các thiết bị. Và cuối cùng đó là lối dây mạch điện. Các bạn sẽ quan sát hình động tương ứng với các bước vẽ sơ đồ lắp đặt. Vẽ đường dây nguồn, các bạn nhìn thấy. Tiếp theo, vẽ bảng điện. Vẽ các thiết bị trên bảng điện. Chúng ta tiến hành lối dây mạch điện. Sau khi các em thực hiện các bước trong quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang thì chúng ta đã hoàn thiện được sơ đồ lắp đặt như hình vẽ. Các bạn có thể quan sát lại hình. Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo, đó là phần 2 nhỏ, lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. Dựa vào sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chúng ta có thể liệt kê các dụng cụ, vật liệu và thiết bị cần thiết cho khi lắp đặt mạch điện. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị để lắp đặt mạch điện. Chúng ta cần sử dụng như sau. Kim điện, số lượng 1 chiếc, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng còn tốt. Kim tuốt dây, số lượng 1 chiếc, chất lượng còn tốt. Dao nhỏ, số lượng 1 chiếc, chất lượng còn tốt. Tua vít,
số lượng 1 chiếc, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng còn tốt. Khoan điện, số lượng 1 chiếc, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng tốt. Bút thử điện, số lượng cần 1 chiếc, yêu cầu kỹ thuật là 500V. Bóng đèn tròn, yêu cầu 1 chiếc, yêu cầu kỹ thuật ở đây đó là 60W và 220V. Vì đây là bảng điện thực hành nên chúng ta sử dụng loại bóng có công suất nhỏ. Còn đối với nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại bóng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đuôi đèn, số lượng 1 chiếc, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng tốt. Công tắc 3 cực, số lượng là 2 chiếc và yêu cầu kỹ thuật đó là các cực tiếp xúc tốt. Phích cắm điện 1 chiếc, chất lượng tốt. Bảng điện, số lượng 1 chiếc, chất lượng tốt. Cầu chì, số lượng 1 chiếc, chất lượng. Các em sẽ quan sát lại sơ đồ mô phỏng quá trình lắp đặt mạch điện. Hai công tắc 3 cực điều khiển một đèn. Quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc 3 cực điều khiển một đèn hoàn toàn giống với quy trình lắp đặt mạch điện chung mà chúng ta đã tìm hiểu ở đầu bài, đều gồm 5 bước. Bước thứ nhất đó là vạch dấu, bước thứ hai chúng ta tiến hành khoan lỗ, bước thứ ba lắp thiết bị điện của bảng điện, bước thứ tư lối dây mạch điện và bước thứ năm tiến hành kiểm tra. Các bạn sẽ quan sát lại sơ đồ lắp đặt của mạch điện và cái mô phỏng lắp đặt mạch điện ở hai hình vẽ tương ứng. Chúng ta cùng tham gia trò chơi ô chữ với 8 gợi ý liên quan đến 8 ô chữ ở hàng ngang. Chúng ta sẽ tìm ra được ô chữ ở hàng dọc. Chúng ta cùng đi tìm hiểu 8 ô chữ ở hàng ngang đó là gì. Ô chữ đầu tiên gồm 7 chữ cái, có gợi ý như sau. Đây là một thiết bị dùng để điều khiển đóng cắt đèn. Đó chính là công tắc. Ô chữ thứ hai gồm 6 chữ cái, gợi ý liên quan như sau. Là một thiết bị bảo vệ mạch điện. Đó chính là cầu chì. Chúng ta tìm hiểu ô chữ ở hàng ngang số 5. Gợi ý như sau. Là một ô chữ gồm 8 chữ cái. Khi lắp đặt mạch điện, các thiết bị điện được lắp trên nó. Rất là đơn giản đúng không nào? Đó chính là bảng điện. Ô chữ ở hàng ngang số 6 là một ô chữ gồm 6 chữ cái. Đây là một công việc cần thiết để có mạch điện hoàn chỉnh. Đó chính là lắp đặt. Chúng ta tìm hiểu ô chữ tiếp theo ở hàng ngang số 3 gồm 6 chữ cái tiếp theo. Là phần tử dùng để dẫn điện cho mạch điện. Đó chính là dây dẫn. Ô chữ ở hàng ngang số 4 là một ô chữ gồm 6 chữ cái. Đã ai tìm ra được ô chữ ở hàng dọc chưa ạ? Rồi chúng ta tiếp tục tìm hiểu ô chữ ở hàng ngang số 4. Khi lắp đặt mạch điện cần chú ý vấn đề này. Chúng ta cần phải an toàn khi chúng ta lắp đặt mạch điện. Ô chữ ở hàng ngang số 7 gồm là một ô chữ gồm 6 chữ cái. Là thiết bị dùng để lấy điện cho bóng đèn. Đó chính là đuôi đèn.
ô chữ ở hàng ngang số 8 là một ô chữ gồm 8 chữ cái. Gợi ý như sau là thiết bị dùng để lấy điện cho các đồ dùng điện. Để lấy điện cho các thiết bị dùng điện đó chính là phích cắm. Vậy là chúng ta đã trả lời xong 8 ô hàng ngang rồi. Vậy chúng ta đã tìm ra 8 gợi ý liên quan đến ô hàng dọc rồi. Vậy từ khóa của chúng ta là từ gì nhỉ? Hôm nay từ khóa của chúng ta đi tìm đó chính là. Đã bạn nào đoán ra chưa nhỉ? Rồi chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Đó chính là một ô chữ gồm 8 chữ cái. Và nó liên quan đến bài học ngày hôm nay, đó chính là cầu thang, hay còn gọi là mạch điện, hai công tắc, ba cực điều khiển một đèn, ứng dụng trong việc lắp đặt mạch điện ở cầu thang. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung bài học ngày hôm nay. Yêu cầu các bạn sẽ thực hiện những nội dung sau cho cô: vẽ lại sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang vào vở, nghiên cứu kỹ nguyên lý làm việc của mạch điện theo sơ đồ lắp đặt, và ôn lại các bước của quy trình lắp đặt mạch điện, và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật liệu, thiết bị để tiết sau cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hành lắp đặt hoàn thiện cái mạch điện này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.